Chào mừng các con đến với chương trình khóa học ngữ văn 8 bộ sách cánh diều cùng với cô Mai Hương. Và càng cảm ơn hơn nữa đối với những bạn mà chúng ta lại gặp nhau khi mà các con trước đó đã học khóa ngữ văn 7 của cô Mai Hương rồi, đúng không ạ? Và sang khóa học ngữ văn 8 bộ sách cánh diều này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với nhau trong những kiến thức bổ ích khác các con nhé. Và với bài học đầu tiên ngày hôm nay sẽ chính là bài mà cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu một chút về cái hệ thống những bài học, những kiến thức để chúng ta có thể đạt hiệu quả trong chương trình lớp 8 ngữ văn. Chúng ta sẽ quan sát lên màn hình. Ở đây thì cô đã thấu hiểu được rằng hai câu hỏi mà các bạn đang băn khoăn đó chính là chương trình ngữ văn 8 sẽ đem lại cho chúng mình những kiến thức hấp dẫn bổ ích nào và chúng mình cần chú ý những cái gì để có thể học văn hiệu quả. Các bạn cứ hay nói rằng văn là một môn học tương đối khó, bởi nếu không có kiến thức, không có cái năng khiếu, đúng không nào, thì chúng ta rất khó để có thể tạo lập một văn bản hay là tìm hiểu, đọc hiểu một văn bản cụ thể. Cô nghĩ rằng không khó đâu khi mà các bạn có thể quan sát thật kỹ vào trong từng bài giảng cũng như là đọc trước sách giáo khoa để hiểu được vấn đề. Được chưa nào? Và sau đây thì cô trò chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về nội dung trong bộ sách giáo khoa 8 xem là có những bài học như thế nào, nó có khó hơn so với bộ sách giáo khoa ngữ văn 7 hay không và làm thế nào để chúng ta đạt hiệu quả cao trong việc làm văn các con nhé. Chúng ta sẽ vào phần 1, đó là giới thiệu khái quát nội dung chương trình ngữ văn 8 bộ sách cánh diều. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng với phần văn bản thông tin thì nó trở đi trở lại đến 2 lần cho chúng ta nhé. Hy vọng rằng là các con sẽ cố gắng để chúng ta cùng quan sát, chúng ta học tập thật tốt đối với những cái thể loại này. Và cụ thể cái nội dung trọng tâm kiến thức của chúng ta như sau. Với phần đọc hiểu văn bản, chúng ta sẽ có 4 kỹ năng là nghe nói đọc viết, đúng không nào? Trong đó thì cô sẽ sắp xếp là phần đọc hiểu văn bản này, phần tiếng Việt này, phần viết và phần nghe nói, được chưa? Các bạn hãy quan sát phần đọc hiểu văn bản, chúng ta có những cái đơn vị kiến thức cần tìm hiểu như sau. Thứ nhất là văn bản truyện ngắn, thứ hai là thơ, trong đó thì chia ra làm thơ 6 chữ, 7 chữ. Phần văn bản thông tin, phần hài kịch và truyện cười, nghị luận xã hội, truyện, thơ đường luật, truyện lịch sử và tiểu thuyết, nghị luận văn học. Đối với phần thực hành tiếng Việt, chúng ta có hàng loạt các kiến thức tiếng Việt như sau. Trợ từ và thán từ, sắc thái nghĩa của từ, đoạn văn diễn dịch quy nạp song song phối hợp, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn, ôn tập từ tiếng từ Hán Việt hay là các thành ngữ tục ngữ, từ ngữ toàn dân, từ địa phương, biệt ngữ xã hội, đảo ngữ, câu hỏi tu từ tượng hình, từ tượng thanh, câu khẳng định, câu phủ định, thành phần biệt lập vân vân. Đúng không nào? Đấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái khối lượng về các phần bài học tiếng Việt tương đối nhiều. Thực ra là nó cũng đã có một số chúng ta đã học ở lớp dưới rồi. Nhưng mà lên đây thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta kết hợp với một số các bài tập để chúng ta củng cố thêm cái kiến thức của mình. Như vậy là chúng ta sẽ phải củng cố lại tương đối nhiều các đơn vị kiến thức tiếng Việt. Chúng ta sẽ sang đến với phần viết. Vậy thì chúng ta sẽ viết cái gì ở chương trình lớp 8? Nó có giống so với chương trình lớp 7 hay không? Lớp 8 chúng ta sẽ kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội. Rồi chúng ta sẽ làm thơ 6 chữ, 7 chữ, ghi lại cảm xúc về bài thơ. Chúng ta cũng sẽ viết văn bản thuyết minh để giải thích một hiện tượng tự nhiên. Nghị luận về một vấn đề của đời sống, phân tích một tác phẩm truyện hay là tác phẩm thơ, viết bài văn nghị luận phân tích tác phẩm văn học. Đây toàn là những cái mà chúng ta đã từng làm rồi, đúng không nào? Ở lớp 7 nếu như mà cảm nhận về bài thơ 4 chữ, 5 chữ thì ở đây chúng ta sẽ là cảm nhận về bài thơ 6 chữ, 7 chữ, đúng không ạ? Các dạng nó cũng tương tự như thế, chỉ là chúng ta áp vào một cái chủ đề khác thôi. Thế còn phần nói và nghe thì chúng ta sẽ được thực hành cái gì nào? Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội, thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống, tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích về hiện tượng tự nhiên, hay là tóm tắt nội dung nghị luận về một vấn đề của đời sống, nghe và tóm tắt nội dung người khác giới thiệu, thuyết trình về một tập thơ, bài thơ, hay trình bày giới thiệu về một vấn đề của tác phẩm văn học.
có rất nhiều vấn đề xung quanh chúng ta, đúng không nào? Thì các con sẽ thấy rằng là ở đây thì sang đến lớp 8 rõ ràng là phần nói và nghe đã gần gũi hơn nữa đối với lại những vấn đề trong đời sống. Chúng ta được nghe bạn nói, rồi chúng ta lại được tóm tắt bài nói của bạn. Chúng ta được bàn luận về một vấn đề trong đời sống. Chúng ta cần nói được những cái đấy, đúng không nào? Chứ không phải đơn thuần là chúng ta chỉ có viết, học văn là chỉ có viết, học văn là chỉ có đọc hiểu, chúng học văn là chỉ có tiếng Việt. Không, học văn đối với chương trình ngữ văn mới, ngữ văn 2018 thì chúng ta sẽ cùng rèn luyện tất cả các kỹ năng khác nữa, đặc biệt là kỹ năng nói và nghe. Nó ứng dụng cho chúng ta rất nhiều sau này trong cuộc sống. Và cấu trúc của mỗi bài học các con hãy quan sát như sau. Cấu trúc mỗi bài học thì ở đây người ta sẽ chia ra là 10 bài nhé các con nhé. Thì ở đây bài trong mỗi bài thì phần đầu tiên sẽ là phần giới thiệu về bài học, phần kiến thức ngữ văn. Sau đó chúng ta sẽ đến phần đọc hiểu văn bản là thứ hai. Rồi chúng ta sẽ đến phần thực hành tiếng Việt. Sau phần thực hành tiếng Việt thì chúng ta sẽ đến với phần thực hành đọc hiểu, là có nghĩa là chúng ta sẽ phải có một cái bài, một văn bản nữa bên cạnh cái hai cái văn bản lúc ban đầu phần đọc hiểu ấy, để chúng ta có một lần nữa chúng ta được thực hành lại phần đọc hiểu văn bản. Rồi chúng ta sẽ đến phần 5 là phần viết, phần nói và nghe, và cuối cùng sẽ là phần tự đánh giá thông qua một văn bản cụ thể nào đó. Cái cấu trúc của mỗi bài học trong bộ sách Cánh Diều chúng ta có thể đánh giá rất chặt chẽ. Rất chặt chẽ và có thể làm cho học sinh có cái hướng luyện tập rất tốt, đúng nào? Đi từ lý thuyết cho đến luyện tập. Vậy thì tiết học ngữ văn 8 trong khóa học của cô có gì hấp dẫn? Nếu như các bạn đã học ở khóa ngữ văn 7, các con sẽ thấy rằng là cô đã đem đến cho các bạn những cái kiến thức vô cùng mới. Thậm chí là chúng ta còn có gì ạ? Có cái sự kết hợp, đúng không ạ? Đối với những kiến thức trong đời sống nữa, đúng không? Thế chúng ta có thể cụ thể như sau. Sang đến phần 2, cô sẽ chia sẻ cho các bạn một số những phương pháp để chúng ta có thể học tập hiệu quả ở bậc trung học cơ sở. Đối với các con ở bậc trung học cơ sở, kiến thức tương đối nhẹ nhàng, đơn giản. Vậy nên cái phương pháp học thì nó cũng tương đối nhẹ nhàng thôi. Nó không phải là những phương pháp quá cao siêu để các con khó với tới. Các con hãy quan sát phương pháp đầu tiên, đó là ghi chép hiệu quả. Tất nhiên rồi, học văn mà không ghi chép thì không thể nào các con có thể thấm nhuần được những kiến thức mà cô đưa ra. Các con học video của cô Mai Hương, các con cũng phải có sách vở ở bên cạnh. Các con hãy lấy cho cô một quyển vở riêng để chúng ta cùng học tập ghi chép những kiến thức cơ bản. Được chưa nào? Vậy phương pháp ghi chép hiệu quả chúng ta sẽ có những phương pháp nào? Các con hãy quan sát lên trên này ạ. Các bạn sẽ thấy rằng là trước hết là nói về các hiệu quả trong tiết học của cô, thì là cái tiết học của cô sẽ bám sát các nội dung học tập, tìm hiểu đầy đủ các đơn vị bài học trong sách giáo khoa, chú trọng vận dụng mở rộng liên hệ thực tế, đặc biệt ở cái phần liên hệ thực tế và bài học được rút ra từ mỗi đơn vị kiến thức. Và cụ thể hơn, tiến trình trong mỗi tiết học thì sẽ như sau. Các bạn sẽ thấy rằng là trong mỗi tiết học thì chúng ta sẽ có phần khởi động. Ví dụ như chúng ta sẽ đi từ một cái cụ thể nào đó, một cái từ hiện tượng đời sống. Sau đó chúng ta sẽ dẫn dắt vào bài học, đúng không? Rồi chúng ta có phần mục tiêu bài học. Nó sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là chúng ta cần đạt được cái gì trong bài học đó. Trọng tâm bài học là gì? Củng cố luyện tập và liên hệ mở rộng. Và chúng mình sẽ làm thế nào để học môn văn hiệu quả? Thì ở đây một số phương pháp hiệu quả như sau. Phương pháp ghi chép hiệu quả thì ban nãy cô vừa mới nói rồi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể về phương pháp này. Rõ ràng các bạn sẽ thấy rằng là ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có phương pháp dàn ý. Cái này thì đã quá quen thuộc với các bạn rồi, đúng không nào? Ở chương trình lớp 7 khóa học đầu tiên thì cô cũng hướng dẫn cái phương pháp này cho các bạn. Bởi vì là quanh đi quẩn lại chúng ta sẽ chỉ có vài cái phương pháp này để chúng ta cùng nhau học tập hiệu quả mà thôi. Một số những phương pháp mới, đây cũng sẽ là phương pháp mới, nhưng mà những phương pháp mà nó cầu kỳ quá thì chúng ta không nên theo, bởi vì là như vậy thì chúng ta sẽ mất thời gian vào nó mà chúng ta không hiệu quả được. Con sẽ ghi chép lại nội dung bài học dưới hình thức một dàn ý, bao gồm các ý chính, ý phụ bằng việc sử dụng các số thứ tự, các dấu đầu dòng. Thông thường nhất cô thấy các bạn hay gạch đầu dòng, đúng không nào? Đấy là phương pháp rất là cơ bản. Con viết các ý chính ở ngoài cùng bên trái,
bên trái trang giấy, các ký phụ sẽ lần lượt được thêm vào bên dưới ý chính. Được chưa nào? Đây là phương pháp rất là cơ bản thôi. Thế còn phương pháp sơ đồ tư duy nữa, đúng không nào? Đây cũng là một phương pháp cơ bản. Các bạn có thể thấy rằng là quan sát ở cái ví dụ của cô này. Đấy, đúng không ạ? Tên của tác phẩm các bạn sẽ đặt ở giữa. Rồi thì xung quanh các bạn sẽ sử dụng các nhánh, đúng không ạ? Nhánh cây hay là các nhánh tư duy để chúng ta ghi chép. Còn sẽ ghi chép nội dung bài học dưới dạng các sơ đồ bảng biểu để nắm bắt kiến thức một cách linh hoạt, giúp ghi nhớ lâu hơn. Rồi chúng ta cũng có phương pháp Cornell, đúng không ạ? Với phương pháp Cornell này thì chúng ta sẽ có nghĩa là nó phức tạp hơn so với hai phương pháp đầu, ghi chép dàn ý hay là sơ đồ tư duy. Với phương pháp Cornell thì các bạn sẽ phải chia trang giấy làm 4 phần. Các bạn có thể quan sát trên màn hình của cô có hình ảnh minh họa. Một hàng ở đầu trang ghi tên bài học, hai cột ở giữa, cột bên trái chiếm khoảng 30% độ rộng của giấy ghi câu hỏi, ghi chú gợi ý. Cột bên phải chiếm khoảng 70% còn lại ghi nội dung bài học. Một hàng dưới cùng sẽ ghi tổng kết bài học. Với phương pháp Cornell này thì rõ ràng là vở của chúng ta nó sẽ khoa học hơn, đúng không? Nó sẽ có hàng có lối hơn. Thế nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái tư duy trình bày nữa đấy. Nên là các con hãy lưu ý khi sử dụng phương pháp nhé. Phương pháp nữa mà cô muốn đưa cho các bạn đó là phương pháp sketch note. Với phương pháp sketch note này thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây sẽ ghi chép kiến thức bằng cách sử dụng các hình ảnh minh họa để thể hiện sự sáng tạo của riêng mình dựa vào kiến thức đã có sẵn. Được chưa nào? Đấy, ví dụ như là các con có thể hoàn toàn sáng tạo bằng cách là chúng ta vẽ vời những cái hình ảnh rất là sinh động vào trong chính cái phần ghi chép của mình, đúng không ạ? Cô đã từng nhìn thấy có những quyển vở của các bạn làm rất đẹp nhé. Chữ ở tiêu đề bài học các bạn viết rất đẹp, rồi các bạn trang trí đến hình ảnh nào các bạn trang trí minh họa hình ảnh đấy. Nhưng mà có lẽ rằng là với phương pháp sketch note này thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những bạn mà các bạn có niềm đam mê với hội họa, đúng không ạ? Thì giống như là một cái sự tích hợp giữa cả văn cả mỹ thuật đấy, thì các bạn sẽ vẽ, đúng không ạ, rồi ghi chép lại bài học một cách khoa học. Và chúng ta sẽ đến với phương pháp đọc hiểu tư duy làm sao cho hiệu quả. Nhiều bạn cho rằng là ôi cô ơi, phương pháp đọc hiểu khó quá, làm thế nào để có thể đọc hiểu một văn bản mà con đọc mãi con chẳng hiểu gì cả. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ phải chú ý cho cô. Chúng ta sẽ có quá trình đọc thông qua 3 bước. Đó là trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc. Cả 3 bước này đều vô cùng quan trọng. Trước khi đọc thì chúng ta sẽ cần xác định được nội dung cần đọc, vận dụng các kiến thức đã có để đọc. Trong khi đọc thì chúng ta sẽ phải đọc tóm tắt văn bản, đặt câu hỏi tìm hiểu, xác định nội dung trọng tâm, xác định được yếu tố hình thức. Hay nói cách khác, trong khi học, chúng ta sẽ phải xác định nội dung của bài học là gì, đúng không? Hình thức nghệ thuật, sử dụng các biện pháp gì, các cấu trúc gì, các việc xây dựng nghệ thuật nhân vật như thế nào, vân vân. Được chưa? Sau khi đọc thì chúng ta sẽ phải suy ngẫm về nội dung, từ đó liên hệ mở rộng, so sánh với các dị bản, đặc biệt là ví dụ như một số những câu chuyện mà chuyện ngắn hay là chuyện lịch sử hay gì đó, nó sẽ có rất nhiều những cái dị bản khác nhau. Đặc biệt là chuyện dân gian ấy, đúng không ạ? Chúng ta thấy là những câu chuyện cổ tích có rất nhiều dị bản. Đấy, trường hợp dị bản thì sẽ là phù hợp với các câu chuyện cổ tích nhá, câu chuyện dân gian. Đấy, như vậy là 3 bước trong khi đọc như thế này, nó sẽ là những bước tư duy, đúng không ạ? Để góp phần cho các con đọc hiểu một cách tốt nhất. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tư duy như thế nào để học cho tốt? Thế thì chúng ta sẽ thấy con người chúng ta sẽ có rất nhiều những cái trí thông minh khác nhau, đúng không nào? Trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh thiên nhiên, trí thông minh xã hội, vân vân. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là dù là trí thông minh nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải tư duy. Tư duy nghĩa là chúng ta đang tồn tại. Và nếu như chúng ta không chịu tư duy thì chúng ta không thể nào hiểu được bài học. Vậy nên tư duy đặt câu hỏi, lắng nghe câu trả lời. Đặt câu hỏi cũng cần phải tư duy nhá. Phải suy nghĩ xem là chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào trong bài này để đưa ra được, nêu được, nổi bật lên được vấn đề. Tích cực nêu ý kiến, quan điểm cá nhân về vấn đề và nhận phản hồi. Chúng ta có quyền đưa ra quan điểm của mình về bài học. Và chúng ta cũng phải cần lắng nghe người khác, đúng không nào? Suy xét một cách đa chiều những ý kiến khác để tránh có cái việc là chúng ta sẽ mâu thuẫn lẫn nhau trong quá trình đưa ra việc thảo luận. Được chưa? Thế như vậy là cái sự tư duy này thì nó sẽ góp phần cho các con hiểu bài học một cách thấu đáo và sâu sắc. Kết hợp cùng với những phương pháp ở bên trên khi cô đã giới thiệu,
Còn lại có rất nhiều những phương pháp khác các con có thể tìm hiểu ở trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bây giờ các con rất thuận tiện để tìm hiểu đấy, đúng không nào? Thế thì các con hãy lưu ý là chúng ta dù là sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa hay là một cái kỹ thuật nào đi chăng nữa thì chung quy lại cũng phải cần có sự cố gắng, sự tập trung, đúng không nào? Và các con hãy nhớ cho cô, để mà có thể học tốt thì việc quan trọng nhất chúng ta hãy chuẩn bị bài đi nhá. Chuẩn bị bài đọc trước cho cô để chúng ta hiểu được vấn đề. Và khi mà đến giờ học, khi mà mở video ra học thì chúng ta sẽ tập trung để đi phân tích, chứ không phải mất thời gian để mà chúng ta đọc lại bài nữa đâu nhá. Đặc biệt là với những bạn mà chúng ta đang hơi lười về việc đọc bài ấy, thì các con chú ý là chúng ta phải bỏ thời gian ra để chúng ta tư duy, chúng ta tập trung, chúng ta đọc đi nhá. Chuẩn bị thật kỹ thì mới có thể học tốt được nhá. Như vậy là ngày hôm nay với cái bài đầu tiên, cô giới thiệu đến các bạn về cái khóa học lớp 8 bộ sách ngữ văn cánh diều như thế này rồi. Thì hy vọng rằng với những cái chia sẻ của cô, các bạn cũng đã có một cái phần nào mường tượng được rằng chúng ta sẽ học gì ở chương trình lớp 8 và chúng ta sẽ học thế nào để hiệu quả rồi, đúng không nào? Chúc tất cả các bạn sẽ luôn luôn học thật tốt và đạt kết quả cao trong, đặc biệt là trong các kỳ thi. Tạm biệt và hẹn lại các con trong những tiết học sau.